Ok, chào mừng các bạn đến với kênh AMG. Hiện hôm nay mình sẽ căn cứ mà có một vài bạn nhờ mình làm và chỉ coi xem có cách nào để mà đánh rank được con Wolverine này không. Thì để như bạn đã biết thì con Wolverine này là con tướng hot của Marvel, thậm chí là một nhân vật cũng hot của Marvel ấy. Con này thì theo mình thấy là đánh rank bình thường, ok, ổn. Thì trước khi mà nói về con Wolverine này thì mình giới thiệu về các skill cơ bản của Wolverine trước. Thì Wolverine là con tướng có tồn tại 3 kỹ năng và 1 nội tại. Nội tại đầu tiên của Wolverine đó là cuồng nộ. Thì nó chỉ hiểu đơn giản như thế này là các bạn cứ mất 5% máu thì các bạn sẽ được tăng 4% tốc đánh và 4% khả năng ngồi HP. Thì nội tại nó chỉ đơn giản vậy thôi. Qua đến chiêu 1 của Wolverine đó là cuộc chiến đẫm máu, thì khi mà Wolverine kích hoạt chiêu 1 thì sẽ có được tồn tại 3 lần đánh thường cộng với được bứt thêm 40% tốc chạy và 50% tốc đánh. Hai lần đánh lần đầu thì đánh theo kinh nghiệm năm tới việc chia sẻ đến lần đánh thường thứ ba thì sẽ là đánh móc lên đôi không chung, móc được đôi không chung. Thì nếu mà ở trạng thái mà khi Wolverine mà họ được ẩn tí thì cái lần móc lên nó không phải là móc lên mà đánh hạ dấu ít, thì cái sát thương dấu ít này nó sẽ là sát thương thật, có nghĩa là sẽ được bỏ giáp. Rồi đó là chiêu 1. Còn chiêu 2 của Wolverine đó là khi Wolverine xoay và cái xoay nè đó thì nó sẽ giúp cho Wolverine gây sát thương xung quanh và hồi máu. Thì cứ càng nhiều lính hay tướng xung quanh thì Wolverine bằng xoay chuột thì càng nhiều máu thôi. Rồi đó là cái chiêu 2, cũng là một chiêu hồi máu nữa của Wolverine. Và chiêu 3 cũng là một chiêu hồi máu của Wolverine, một chiêu mạnh nhất. Đó là trận đấu tử Trinity, nó sẽ giúp cho Wolverine tiến vô trạng thái đoạt mạng. Và trong cái thời gian mà Wolverine tiến vô trạng thái đoạt mạng sẽ tồn tại 5 giây. Cứ mỗi lần lên level là sẽ tăng khoảng 1 giây, thì maximum là 8 giây. Thì cứ 0,5 giây là Wolverine được hồi máu và được tăng khả năng thêm vòng thủ vật lý và sát thương phép và kháng sát thương phép. Thì nên con này nếu mà mình nói thiệt sự là nó rất là trâu, nhưng mà đừng có là nhiều giáp quá nhá, quá thì Wolverine phế lắm. Nhưng theo mình từ trận này mình quyết định lên full đam, tại vì bên kia đến 4 con tướng máu mỏng lật mình ra nên lên phun đạn hay hơn để mà kết thúc cho nhanh. Trước mắt là cứ như thế, đầu game quay lại trận đấu thì đầu game mình chỉ cần farm xuống dưới hỗ trợ mid thôi, chứ mình chưa có đi ôm lên như bao giờ hết. Thì nếu mà ôm lên thì nó sẽ các bạn sẽ tù lắm, mình sẽ không phụ vô team vì trận đấu mà các bạn xanh không bao giờ bằng được khi team xanh chung hết. Khi mà xanh đều các bạn đánh sẽ khỏe hơn, nên để các bạn đánh top thì chịu khó farm và đảo ra mid ganh. Thì khi mà đảo ra các bạn cố gắng là đó mà coi này, còn khả năng hồi máu của lại Wolverine này và nó hồi lên rồi quay lại tập. Một dạng tướng đánh hồi mã thương rất là tốt nhá. Thì quay lại trận đấu để mình nói là con Wolverine này là nếu hay là con bất cứ con nào, nếu bạn đi top thì các bạn cố gắng bạn đảo ganh chuột và bắt mình nữa, không bắt được thì gì chuột đầu ra không có đạn còn tiện đến nay phết bắt luôn mọi quan được. Nhưng mình nói là chuột đầu ra không có đạn nên khi mà chuột bắt mình hay con tướng đầu ra bắt mình thật sự mình không sợ lắm, tại vì cái đồ tải nó hồi nhiều lắm. Thì đi lên Wolverine mình nghĩ chắc cũng chả thua ai đâu. Và có một đặc điểm đó là Wolverine vào trụ khá nhanh đấy. Hai đồ chứng phái Wolverine đó là kiếm thần ánh sáng và chúa tể bóng đêm. Các bạn lên được hai đồ đó rồi các bạn sẽ rất khỏe trong vấn đề giao tranh. Như giờ mình đã lên được cái kiếm thần ánh sáng rồi thì bây giờ mình chỉ cố gắng mình lên thêm cái chúa tể bóng đêm. Khi chúa tể bóng đêm rồi chém rất là thôi. Rồi trước mắt là vậy chứ. Rồi bây giờ bạn cứ đảo ra top kịp clear lính lên, chừng nào mà tìm tới thì gặp, đừng bao giờ cố gắng đánh lẻ hay lắm không.
tại vì làm vậy thì nó cũng được, với điều kiện là các bạn nhắm các bạn lui được cái, còn nữa không là các bạn sẽ biếu vàng cho team mớ đấy, mà xui xui biếu cho AD nữa thì nó bắn cho gãy càng. Cứ phạm Burin lên được cái kiếm là ánh sáng, phạm rất nhanh. Và thì đây chuẩn bị rồi, đây là thấy rồi, chủ thể ổn định. Mình thì có thơ ok thích lên cái biểu đồ tay thì mình không có sẵn sàng. Rồi, mình có đấu và map thì mình thấy là hơi lên đầy cao rồi, nên là mình tới mình dọn. Các bạn cứ đẩy lính cao, đừng có gì phải vội. Như bạn thấy hình như ham vào combat, chú trọng vào combat nhiều quá, có một vài lên sẽ bị đọt. Còn như mình ở đây thì thánh là cái đền kim cương của Satoshi này, thì đa số đẩy lính cao, rồi sau đó là mới vào đi cạnh. Và để ý là đầu game mid AD và SP đánh lúc nào cũng đi chung với nhau thì rất là có lợi, tại vì đó là một cái combo mà rất rất khó là gánh được, thậm chí là không thể gánh để mid ba. Vị trí mid và vị trí SP đánh tốt thì AD sẽ rất dễ. Phải, mọi người dứt điểm chém rất thốn, lên kiếm được ánh sáng chém rất thốn, bắt rất nhanh, clear lĩnh rồi. Đó, đây đó là điểm nổi trụ, để thấy khi đến điểm nhất định nó sẽ nổi trụ. Vì mình rên đẩy nốt cái chỗ này. À, để mình giải thích cái vấn đề nổi trụ cho các bạn dễ hiểu nha. Đó là khi mà các bạn có được ba trụ đầu á, thì cái điểm nổi trụ là 70 á. Nếu mà nó có nổi trụ thì nó luôn bành luôn cái trụ. Nhưng mà đến cái trụ thứ hai và trụ thứ ba thì chỉ nổi một cây thôi. Và các điểm mà các bạn cần phải mà kích thích đó, cho mỗi lần đó là 70, 140 và 240 thì càng về sau nó sẽ càng nhiều. Đó, nên thành ra cái chủ đầu á hay là cái điểm đầu á nó quyết định cái vấn đề là team có lợi thế hay không rất nhiều, nên là bạn phải cố gắng được con bao clear được gần hết lên thì các bạn sẽ ôm. Rồi giờ này mình quay là mình ganh luôn nào. Anh được chuột hết hết rồi, kêu một bật lên tăng tốc chạy. Mình làm luôn con bùa đỏ này, con bùa đỏ này đối với Rin hơi thích ấy, tại vì có đánh bệnh mà mình dí dễ hơn. Hôm nay mình không lên xuyên một bộ, mình lên thẳng cái bố thò luôn tại vì mình đang xanh lắm rồi, nên thành ra mình chỉ nhắm đúng AD với AB và đánh thẳng. Nói chung thằng con nào không có giáp là phải quất à, cứ rỉa vậy thôi à, đi về bố thêm lại cái chỗ một đập. Cái sát thương của Urin thực sự là rất là lớn. Nếu mà nói về Urin mà đánh độc đánh thì chỉ giúp hồi máu thôi, mình thích Urin đánh đam hơn, thì chỉ cần ba cái rồi là đủ. Độc đánh mà đánh nó nhiều nhiều quá nên là nó khó, và theo ý kiến mình là như vậy. Và bây giờ thì mình không công nhé, vì cứ vượt 4 người mình quay một chút rồi để tới nhà mình. Khi mà các bạn mà cảm thấy không thì các bạn cố gắng kiếm một cái cách gì đó quái rừng hay là mít hay là lính gần đó hoặc ta để cho các bạn đỡ mất thời gian ở cái vấn đề đứng chung vậy thì sẽ thiệt hơn mình bị bắt rồi. Ra mà hên tiền đánh mà coi thịt đó chỉ ra thường chuẩn ít đó rất thốn. Mình ráng mình đánh luôn con ngọt đường này thôi, mình ra không kịp rồi, ráng giết phượng thôi. Biết được luôn. À, đây là đồ của mình nhé. Đây. Và đây là nỗi năng lượng của mình. Các bạn có thể tham khảo. Mình cắt cái đạn mình chết rồi. Mình cắt đạn chết ba mấy giây lâu quá. Thì hiện giờ mình đang hồi sinh. Thì mình thấy team mình đang bị lùi 4 người. Khi mình chạy lên mơ chiều thì mình sẽ chắc mình sẽ tốc biến luôn. Đó. Đánh luôn. Thì không sao rồi. Khỏe rồi. Dí nè, đập nè. Các bạn thấy game yếu yếu nặng không? Đạp rất thốn.
yếu đi, mình thấy là không, mình cứ chơi bình thường, cứ cầm kẹo là mình thậm chí là mạnh luôn á. Nếu như các bạn mà cứ nhắm là chủ lực, cứ nhắm vào AD và học xong tận đồng tới là các bạn ngọt. Cảm ơn các bạn đã theo video, hẹn gặp lại các bạn lần sau.